Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi giải bài, chúng ta hãy hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ hãy cùng My bắt đầu hít thở thật sâu 3 hơi. Hôm nay My sẽ dành tặng cho mọi người nội dung điều mà các bạn bây giờ đây cần phải biết, đó là về tài chính của các bạn, mối quan hệ của các bạn và công việc của các bạn. My chuẩn bị 3 viên đá để chúng ta chọn tụ ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy thu hút ấn tượng hoặc đơn giản là các bạn thích cái viên đá nào thì mình ngẫu hứng, thoải mái, tự nhiên chọn. Còn nếu khó khăn trong việc xác định được viên đá yêu thích của mình, chúng ta hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi, không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá nào đầu tiên, thì đó tương ứng với tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu như bạn đã chọn xong được tụ bài yêu thích của mình, My sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là điều mà các bạn cần phải biết ngay bây giờ về công việc của các bạn, tài chính của các bạn và mối quan hệ. Oops, ok. Có lẽ là đã xào bài đủ. My sẽ lấy tụ số 1, tụ số 2 và tụ số 3. Bây giờ chúng ta xác nhận lá bài chọn tụ của tụ 1 là 6 kiếm, tụ 2 là 2 kiếm và tụ 3 là 10 ly. Rồi, bây giờ My sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1, đây là viên đá chọn tụ của các bạn My để đây. Lá bài chọn tụ của chúng ta là 6 kiếm. Đây là bộ bài về yêu tinh cho nên các bạn nhìn cái hình ảnh nó hơi lạ lạ chút à. Như này. Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là điều mà các bạn tụ bài số 1 cần phải biết ngay bây giờ về ba mảng quan trọng của cuộc sống, đó chính là công việc, tài chính và tình cảm. Có lẽ cái tài chính nó sẽ liên quan một chút xíu đến công việc nó sẽ ra tiền ấy. Thành thử ra là mình có cái cảm giác nha, với cái lá bài 6 kiếm này thì hai cái mảng mà hầu như ai cũng trăn trở và quan trọng trong cuộc sống của mỗi một người, rất là kiểu giống như là tình và tiền vậy đó, công việc và mối quan hệ, mà các bạn nhận được cái lá bài năng lượng tổng quan, vì đây là lá bài chọn tụ, mới có cảm giác hai cái mảng đó trong cuộc sống của các bạn tụ bài số 1. Có phải không các bạn đang muốn tìm đến một cái bến bờ bình yên? Các bạn muốn yên ổn cái thân và cái tâm của các bạn phải không? Bởi vì hoàn cảnh hiện tại, công việc hoặc là tình cảm gì đó, nó lăn tăn lợn cợn quá và các bạn cảm thấy có phần hơi mệt mỏi, đau đầu vân vân các kiểu vậy, và các bạn muốn thay đổi cái tình cảnh, thay đổi cái hoàn cảnh, hoặc nếu có thể các bạn muốn rời đi để tìm về một cái nơi, một cái bến bờ mà nó bình yên thân tâm, kiểu đại khái là vậy. Thì để cái câu chuyện nó rõ hơn một chút xíu, mình sẽ để cái lá bài chọn tụ đây và mình phải lấy thêm bài thì nó mới rõ ràng chắc chắn cái câu chuyện. Và vì mình có ba cái mảng công việc, tài chính và tình cảm, mình sẽ lấy ba cái nhóm bài khác nhau nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ kết nối năng lượng với tất cả các bạn tụ bài số 1 để chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cái điều mà các bạn tụ bài số 1 cần phải biết ngay bây giờ về công việc của các bạn. Công việc nhé. Tài chánh. Và mối quan hệ. Điều các bạn tụ bài số 1 cần phải đón nhận ngay bây giờ về công việc. Tài chánh và mối quan hệ.
công việc, tài chính và mối quan hệ. Ok. Vì mình chưa xác định là nhóm bài nào cho nên mình cất cái lá bài đó vào đấy. Điều các bạn tổ bài số 1 cần biết về công việc. Tài chính mối quan hệ cuối cùng nhưng mà không kém phần quan trọng nha, mình lấy thêm hai lá nữa. Điều các bạn tổ bài số 1 cần phải biết ngay bây giờ, cần phải đón nhận ngay bây giờ về công việc. Tài chính và mối quan hệ. Hai lá. Rồi, công việc, tài chính, mối quan hệ, My sẽ để các lá bài của các bạn ngay ở đây, không đụng đến nhé. Đây là tài chính đúng không? Đây là mối quan hệ. Xích lên một chút đi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các lá bài. Công việc. Các lá bạn có 6 xu. Nữ hoàng xu. Hiệp sĩ ly. Lá này là lá ẩn sĩ à? Ẩn sĩ à. Protection, sự bảo vệ. Lady, người phụ nữ. Các bạn có vua ly, hai xu. Thông điệp thú vị đây. Chàng khờ, hai kiếm và 10 gậy à. Okay. Như thế này nhé. Trước khi mình đi vào chi tiết thì mình sẽ thấy ngay rằng là về công việc của các bạn tụ bài số 1 sắp đến thôi. À, mình thường hay chia nhóm trong giải bài chung. Bởi vì đây là giải bài chung sẽ có nhiều cái câu chuyện, hoàn cảnh và cái cảm xúc nó khác nhau, cho nên mình thường hay chia nhóm. Một nhóm các bạn tụ bài số 1. Về công việc của các bạn, có lẽ các bạn đã biết hơi đã bắt được cái năng lượng, đã đón nhận được, bắt đầu đón nhận được cái điều này trong cuộc sống của các bạn rồi, điều mình chuẩn bị sắp nói này. Rồi, còn một nhóm còn lại chắc có lẽ các bạn sắp rồi. Và vì vậy hãy bình tâm một chút xíu, đừng phân vân hoang mang nữa. Chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi các bạn sẽ đón nhận được cái điều mà mình sắp sửa nói. Vậy điều mình sắp sửa nói là gì về trong công việc của các bạn tụ bài số 1? Các bạn hẳn là các bạn có một cái khởi đầu mới đấy. Vì các bạn còn nhớ cái lá bài mà chọn tụ lúc nãy mới nói, hình như trong công việc hay trong mối quan hệ gì đó của các bạn muốn tìm về một cái bến bờ, một cái nơi nào đó mà nó bình yên, bình an thân tâm, và mình có một cái cảm giác các bạn muốn rời đi, cho nên sắp đến mình nhìn thấy có lẽ là trong công việc của các bạn tụ bài số 1, các bạn sẽ có một cái hướng hoàn toàn mới, một cái gọi là một cái sự bắt đầu mới hoàn toàn. Bởi vì sao? Thì chắc có lẽ các bạn tụ một tự biết rõ cái hoàn cảnh của mình, nhưng mà mới thấy thông qua các cái lá bài đây nè, cái thực tại của bạn bây giờ nó quá sức rồi, nó overloaded, là nó quá tải so với cái năng lực và cái khả năng và cái sức chịu đựng của các bạn tụ bài số 1. Vì vậy cho nên các bạn hiện tại bây giờ rất là kiểu giống như các bạn thu mình lại, vì nó quá sức, các bạn phải gồng, các bạn phải gánh, các bạn phải ôm đồm nó đại khái là nó đã muốn cái giọt, chỉ còn một giọt nước thì nó sẽ bị tràn hẳn cái ly ra, cho nên mình có cái cảm giác các bạn co cụm lại, các bạn thu mình lại, các bạn khép mình lại luôn. Và kiểu giống như là các bạn không dám nhúc nhích ngọ ngoại gì nữa, và các bạn cứ trăn trở một mình các bạn. Hôm nay là không biết mình phải nên làm gì, ngày mai không biết mình phải nên ra sao, không biết mình có nên trụ tiếp tục hay không, không có nên tiếp tục gồng hay là tiếp tục gánh nữa hay không. Các bạn cứ lẫn qua lẫn quẩn đi tìm cái câu trả lời đó, và cái năng lượng của các bạn nó thu hẹp lại, nó co cụm lại và nó tách biệt hẳn với mọi người xung quanh. Và mình cảm thấy là nó có một cái xu hướng kiểu giống như là, vì các bạn nhận được một cái lá bài là lady, là
người phụ nữ. Người phụ nữ ở đây như thế này nè, các bạn tụi bài số 1 không có quan trọng giới tánh các bạn nhé. Cái vấn đề khi chúng ta nhận được cái lá bài phụ nữ có nghĩa rằng là nó cho một cái thông, chúng ta nắm bắt một cái thông điệp là về năng lượng âm. Phụ nữ là âm, đàn ông là dương, mọi người hình dung không? Cho nên cái giới tánh nào không quan trọng, chỉ bắt cái năng lượng âm. Năng lượng âm có nghĩa là mình cảm nhận được, mình cảm nhận được nó sắp sửa có một cái sự thay đổi gì đó trong cái công việc của các bạn tụ bài số 1. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bởi vì là năng lượng âm cho nên nó có cái xu hướng là hướng nội, quay trở về bên trong. Thay vì là mình chủ động và cứ hướng ra bên ngoài, bước ra bên ngoài, tiếp xúc giao tiếp, gặp gỡ, lao mình ra ngoài đường, thì năng lượng âm nó ngược lại, nó quay trở về bên trong, ở yên một chỗ, ở thích ở trong nhà, thích trầm lắng, thích loay hoay lọ mọ một mình, nội tâm suy nghĩ và có phần hơi bị động. Đấy, năng lượng âm nó kiểu là như vậy. Mình xoay xung quanh với cái năng lượng nội tại của mình trăn trở với những cái tư duy của mình, và kế bên nó lại là có một cái lá bài protection, là sự bảo vệ. Đấy, thế là cái việc mà các bạn đang làm hiện tại, làm trong vô thức ấy. Bởi vì cái ngoại cảnh tác động là cái môi trường công việc, cái tải của công việc, cái lượng của công việc nó quá nhiều, hoàn cảnh của các bạn cũng dẫn dắt các bạn đến phải ôm đồm như vậy quá nhiều ấy, thành thử ra là nó tác động một cách vô thức, cho nên là các bạn làm cái điều mà từ nãy giờ mới tả, đôi khi các bạn cũng không gọi tên được cái việc đó nữa, là ẩn mình, gọi là ẩn mình đấy. Thì cái việc đó nó giúp các bạn, nó có mặt mạnh nhé, nó có mặt trái và mặt phải. Vậy thì cái mặt phải là nó bảo vệ được cái năng lượng của các bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhưng mà bởi vì các bạn co cụm quá đi, cho nên nó xuất hiện cái lá bài là protection. Các bạn cảm nhận cái người ở trong lá bài này, trên đầu có đầy hoa này, rồi bướm này ha, rồi đang ôm một cái quả địa cầu phát sáng, gương mặt rất là gương mặt này mình có cảm giác là nó an nhiên đấy, thoải mái đấy. Vậy thì đây vừa là một cái trạng thái của các bạn tụ bài số 1, và vừa là một cái lời nhắn gửi, một cái thông điệp mà vũ trụ muốn các bạn đón nhận, là hãy cố gắng đi ra bên ngoài. Đi ra bên ngoài không phải gặp gỡ, tiếp xúc, giao tiếp, va chạm với bất kỳ ai cả, mà các bạn hãy hướng ra bên ngoài để có thể tiếp đất. Mọi người hình dung không? Quả địa cầu và hoa lá cành này, tiếp đất để có thể tiếp xúc được với mẹ thiên nhiên. Các bạn cần cái sự tĩnh lặng, tĩnh lặng, trong lành ở thiên nhiên. Chứ thay vì chúng ta quá co cụm, quá gọi là ẩn mình và nhốt mình ở cái nơi ngột ngạt, ở trong nhà, trong phòng, tâm tối vân vân gì đấy, kiểu vậy, thì nó không có luân chuyển được cái dòng năng lượng của các bạn tụ bài số 1. Đấy, thành thử ra với cái lá bài này là như vậy. Nếu có thể đi du lịch được thì cũng hãy cứ đi. Đi đâu đó một chuyến, hoặc là chỉ cần đơn giản là đi ra ngoài, đến công viên hay là bờ biển, vườn hoa lá cây gì đó, để các bạn có thể tiếp xúc được những nguyên tố tự nhiên của quả địa cầu: nắng, gió, nước, lá cây. Mọi người hình dung không ạ? Nó sẽ sốc lại cái năng lượng và nó luân chuyển cái năng lượng trong cơ thể của các bạn, và các bạn không còn cái trạng thái mà phân vân nữa, hoặc thế này hoặc thế kia, không đưa ra được quyết định cuối cùng, biết mình cần phải làm gì nhưng rồi lại không dám làm, rồi sau đó lại cứ cái kiểu như nó cứ mông lung. Tại vì mình cảm thấy rằng trước mắt là một khởi đầu mới, nơi đó nếu như các bạn đã đưa ra được cái quyết định cuối cùng, đã ổn định lại được cái cảm xúc, cái tâm trạng của mình, các bạn để ý nhé. Lá bảo vệ mới đã giải thích rồi, lá năng lượng âm người phụ nữ mới cũng đã giải thích rồi, và một cách rất là hay. Mọi người hình dung nó đi theo sau đó là một lá bài vua ly. Có nghĩa là khi các bạn ổn an lại hai cái lá bài này thì các bạn sẽ chuyển sang một cái trạng thái là vua. Các bạn hình dung vua có nghĩa là một cái gì đó nó thuộc dạng là đỉnh cao. Cái thứ hai nữa, nó có cái khả năng kiểm soát, nó có một cái khả năng cân bằng và nắm bắt. Mà đặc biệt là vua ly có nghĩa là sau khi các bạn cân chỉnh hai cái trạng thái này thì tâm lý của các bạn, tâm trạng của các bạn, nội tâm của các bạn nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn nơi đó các bạn hoàn toàn chín chắn, kiểm soát, cân bằng, ổn định được cái tâm trạng, cảm xúc của mình. Mọi người hình dung không ạ? Đấy, và khi đó các bạn sẽ thấy rằng là cái cánh cửa mới trong công việc của các bạn mở ra, nơi đó mình có cảm thấy sự thịnh vượng. Thành thử ra cái nhóm bài này là về tài chính của các bạn, nhưng đâu đó ở đây nó đã xuất hiện rồi, mới thấy rồi. Nơi đó các bạn sẽ có thể vùng vẫy được cái năng lực của mình, cái sở thích của mình, cái niềm yêu thích của mình trong công việc. Và đặc biệt các bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ quý nhân nào đó bất kỳ ở bên ngoài.
Và đặc biệt rằng là mình có cảm giác cái khởi đầu mới trong công việc của các bạn á, nơi đó mình cảm thấy tài chính nó tốt, tài chính tốt, và bạn cũng có vẻ yêu thích cái công việc đó nữa, và đặc biệt bạn có quý nhân giúp đỡ. Ok rồi ha, nó là như vậy. Thành thử ra là bởi vì các bạn còn hai tụ nữa, cho nên là đã chuyển đến cái giai đoạn tài chính rồi. Đó là lý do mà My sẽ lấy cái tụ tài chính xuống nha. Ok, mình nghĩ như thế này đúng thứ tự. Đây là về những điều các bạn tụ bài số 1 cần biết về tình hình tài chính của các bạn. Các bạn nhận được 5 xu. Các bạn nhận được tiết độ, temperance, điều độ, tiết độ. Một kiếm, tuyệt vời nhé. 6 gậy, financial health, các bạn thấy hay chưa? Nếu như các bạn anh chị nào mà chúng ta biết tiếng Anh, có lẽ chúng ta sẽ có thể cảm nhận được cái sự tuyệt vời trong cái lá bài này, vì chúng ta coi về tài chánh, nó ra luôn lá bài tài chánh luôn. Mice là con chuột, mấy con chuột. Vua gậy, công chúa ly, nhà ảo thuật, chính gậy và judgment, phán xử, phán xét. Như thế này nè các bạn, tụ bài số 1. Các bạn, mình cái câu chuyện của mình nó vẫn từ cái nhóm bài công việc nó chuyển sang tài chánh nha. Thì như thế này. Nếu mà về nói chung nhá, cái lượng công việc sắp đến của các bạn với cái khởi đầu mới, dĩ nhiên nó vẫn có những cái thử thách. Vẫn có những cái thử thách, chứ không phải khi các bạn sang một cái trang mới, khởi đầu mới của công việc rồi các bạn bắt đầu có thể là xuôi hai tay gác chân lên bàn ngồi rung đùi. Nó không phải là như vậy. Nó chỉ có giảm bớt cái mức độ thử thách trong công việc, nó vẫn có những cái lượng nó giảm xuống, nhưng mình cảm thấy rằng là các bạn vẫn kiên trì, các bạn có cái sự quyết tâm, kiểu như các bạn lấy lại được cái năng lượng, lấy được lại được cái lửa mà. Đấy, thành thử ra đó là lý do mà ở trong năm cái lá bài ở phía trên mình có một cái lá bài nó nằm ở giữa rất là đẹp. Nó có cái sự cân đối, giống như nó gánh hai cái lá bài mỗi bên vậy. Lá bài này lá bài temperance là điều độ, tiết độ, như các bạn thấy nha. Mình để gần để cho các bạn cảm quan cái gọi là cái sư lão ở trong thiên thần lão đấy, ở trong cái lá bài này đang sang sớt nước cho hai cái bình này với nhau và không hề đổ ra bên ngoài bất kỳ một cái giọt nào, xung quanh còn có sao lấp lánh nữa. Thành thử ra là mình cảm giác cái ông sư lão này này đấy đang tập trung rất là cao độ, nhưng mà nó có cái sự cân đối và hài hòa ở cái lá bài này. Và lá bài này nó thuộc bộ bài bộ ẩn chính của tarot, ẩn chính nhá. Nó có nghĩa là nó mang một cái năng lượng rất là mạnh mẽ và nó chứa đựng một cái bài học gì đó mà vũ trụ muốn các bạn tụ bài số 1 phải đón nhận. Phải đón nhận. Và các bạn không đưa ra được cái quyết định, các bạn không có thay đổi, không có định đoạt được cái điều này, vì đây là cái kiểu như là sự an bài của vũ trụ dành cho các bạn. Đó là một cái sự bình tâm, tỉnh tại, cân bằng. Nếu như các bạn còn nhớ trong cái nhóm bài công việc, mình có nói các bạn cứ phân vân, các bạn bình tĩnh một chút xíu, cái đó là cái bạn quyết định được. Bạn tiếp đất, bạn đi ra ngoài tiếp xúc với các nguyên tố, vân vân các kiểu, các bạn quyết định được. Và bắt đầu chuyển sang cái lĩnh vực tài chính, tự nhiên mình có cái cảm giác là kiểu như là thân tâm của các bạn nó đã an ổn rồi, vũ trụ an bài cho các bạn sự bình yên sắp đến trong tâm hồn. Các bạn hiểu ý mình nói mà. Và vào cái khoảnh khắc đó, cái nhận thức của các bạn á, các bạn sẽ ngộ ra được một cái điều đó. Mới có cảm giác các bạn có một cái ý tưởng gì đó, hay các bạn sẽ nhìn thấy một cái điều gì đó mà chưa bao giờ các bạn nhận ra được từ trước đến bây giờ. Tự các bạn sẽ kiểu giống như thắp lên cái ngọn đèn của tuệ giác của các bạn. Mới có cảm giác như vậy. Và các bạn sẽ không còn cái cảm giác nó khổ sở nữa, không còn cái cảm giác kiểu như nó mất mát nữa. Mình đoán chứ các bạn mất mát cái gì rồi. Nếu như các bạn mà làm công việc đi làm công việc bình thường thì mình không nói, nếu các bạn đầu tư hoặc là các bạn kinh doanh gì đó, chắc có lẽ là trước đây các bạn cũng thua lỗ mất mát đấy. Thành thử ra là cái chặng kế tiếp mình có cảm giác là các bạn sẽ có thể an ổn được, thân tâm của các bạn không còn cảm giác khổ sở nữa, không còn cảm giác mất mát nữa, mà các bạn một cách rất nghiêm túc các bạn nhìn lại cả một cái hành trình của mình. Các bạn nhìn lại, các bạn kiểu giống như là cân đong đo đếm, rà soát lại cái sổ tài chánh của mình luôn ấy. Rất cẩn thận, rất chi tiết. Và mình cảm giác vào thời điểm đó các bạn ngộ ra được một cái điều gì đó.
các bạn sẽ tự ngộ ra, và mình có cảm giác các bạn sẽ chủ động hơn rất nhiều. Các bạn hình dung nhớ cái nhóm bài công việc không, nó có cái phần hơi hướng nội năng lượng. Đây này, mình có nhớ, các bạn còn nhớ cái lá bài Lady ha, cái năng lượng nó có cái phần là hướng nội, bị động, thụ động để mà xoay chuyển cái nguồn năng lượng nội tại. Và đến cái giai đoạn mà tài chánh, mình có cái cảm giác là các bạn bắt đầu bươn ra bên ngoài, chủ động rồi. Các bạn biết rằng bạn cần phải làm gì, các bạn đưa ra được những cái tính toán cộng trừ nhân chia, và các bạn đã tự tin và sẵn sàng để hành động. Mình có cảm giác như vậy. Và khi mà các bạn có thể, các bạn hành động rồi á, thì mình có cái cảm giác rằng là về vấn đề tài chính của các bạn sẽ xử lý được. Nếu ai có nợ, mình có cảm giác các bạn cũng có thể giải quyết được. Còn nếu như không, các bạn là đi làm bình thường ấy, thì có thể là cái khởi đầu mới này nó cho các bạn cái nguồn thu nhập, như lúc nãy mình cũng có nói từ cái nhóm bài công việc rồi. Cái sức khỏe của tài chính, có nghĩa là cái tài chính của các bạn nó dần trở nên khỏe hơn, dần trở nên ổn hơn. Và các bạn phải nhớ một điều nhé, các bạn phải chủ động bươn ra, chủ động nắm bắt, chủ động thay đổi, chủ động thực hiện. Mọi người hình dung không? Với tất cả những cái nhiệt huyết, với tất cả những cái sự năng động và cố gắng của các bạn. Bởi vì ở đây mình thấy có một cái lá bài là vua gậy. Vua gậy, các bạn thường hình dung nhé, các bạn thường nhận được một cái lá vua kế bên một cái lá bài Lenormand này nhé. Lenormand này, cái tụ công việc cũng vậy đấy. Thì cứ có cảm giác như các bạn ngộ được một cái điều gì đó là các bạn sẽ chuyển cái năng lượng thành hẳn ông vua luôn. Cho nên vốn dĩ mình cảm giác các bạn tụ bài số 1 ấy, mình cảm giác cái vốn dĩ các bạn là cái người mà có năng lượng cao. Vốn dĩ các bạn là người có năng lực, năng lượng và năng lực luôn. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh đẩy đưa trong thời gian qua, các bạn bị bị xuống tinh thần. Trên đó lý do nó cứ ngay vị trí này, các bạn nhận được cái lá bài vua thôi. Đấy, thành thử ra là mình hãy nhanh nhanh mau chóng lấy lại cái năng lượng của mình, lấy lại cái sự nhiệt huyết, đam mê, ngọn lửa sống của mình. Và các bạn lao ra, các bạn là người xử lý tài chính của các bạn, mới có cảm giác là như vậy. Các bạn là người nắm bắt cơ hội tài chính của các bạn. Mà khi các bạn làm điều đó với cái lá bài 6 gậy này, mình có cảm giác các bạn sẽ làm được. Sẽ làm được. Xác nhận cả với cái lá bài financial health nữa, các bạn sẽ làm được. Mình có cảm giác là như vậy. Ok. Rồi, cho nên nhìn chung á, cái tình hình tài chính của các bạn là khả quan trong tương lai gần. Và mình để những lá bài đó đây. Vậy thì công việc có khởi đầu mới, có năng lượng tích cực, và nó kéo theo cái năng lượng tài chính luôn, cũng có dấu hiệu khả quan. Vậy thì bây giờ chúng ta xem nhé, mối quan hệ của các bạn tụ bài số 1 sẽ là như thế nào. Các bạn nhận được ba ly. Ok. Vua kiếm, 7 ly và 8 ly. Ly nhiều thế nhở. Spirit Guide là linh hồn hướng dẫn. Khi mình nhận được cái lá bài linh hồn hướng dẫn á, cái hoàn cảnh mối quan hệ của các bạn tụ bài số 1 sẽ có hai nhóm mối quan hệ. Một mối quan hệ là về chuyện yêu đương, còn lại là tất cả những cái mối quan hệ khác, ví dụ như là gia đình, bạn bè, xã hội, vân vân. Thì dù là mối quan hệ nào đi chăng nữa, các bạn nhận được một cái lá bài Spirit Guide mà, linh hồn hướng dẫn, có nghĩa rằng là chúng ta cũng sẽ bắt cái năng lượng vào khoảnh khắc này, vào thời gian này của các bạn tụ bài số 1. Các bạn còn nhớ hay là không? Không riêng gì công việc, các bạn vẫn còn một cái lá bài là Lady ở đây. Có nghĩa rằng là đây là cái khoảng thời gian trong cuộc sống của các bạn, nó sẽ có một vài những cái sự thay đổi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây là một cái khoảng thời gian mà cái năng lượng âm nội tại bên trong các bạn, năng lượng âm, lúc nãy mình có giải thích cái lá bài này là nó nói nhiều về cái trực giác. Mọi người hình dung không ạ? Nó nói nhiều về cái gọi là cái nguồn năng lượng nội tại của mình, về cái bản ngã của mình, về cái phiên gọi là cái higher self của mình, là người thầy tâm linh của chính bản thân của mình ấy. Thành thử ra trong chuyện tình cảm cũng như vậy. Các bạn nhận được một cái lá bài là Spirit Guide, bây giờ nó bắt đầu thêm chạm đến những cái đấng tối cao rồi đấy. Thành thử ra là bất kỳ quyết định nào trong khoảng thời gian này của các bạn tụ bài số 1, để các bạn có thể chốt được, đưa ra được cái quyết định cuối cùng, thì hãy cứ tĩnh tâm, lắng lòng và bình tĩnh. Không bất kỳ một ai sẽ có thể tác động được các bạn, và họ có cái quyền tham gia vào cái việc đưa ra quyết định đó. Tự các bạn tụ bài số 1 sẽ là người đưa ra, bằng cách rằng các bạn lắng nghe cái nội tâm của các bạn.
Lắng nghe cái cảm giác của các bạn, lắng nghe cái cảm xúc của các bạn, nơi đâu mà trái tim của các bạn hướng về, dù là mối quan hệ hoặc là tình yêu hay là công việc, thì đó sẽ là quyết định cuối cùng của các bạn, nơi trái tim của các bạn hướng về, hướng về. Họ hình dung mà spirit guide này. Đấy, thành thử ra là những cái thiên thần bảo hộ cho mình hoặc là linh hồn bảo hộ cho mình ấy, mọi người hình dung họ kết nối, họ giao tiếp với mình bằng cách nào đây? Thông qua những giấc mơ là cái thứ nhất. Thông qua những cái con số các bạn hay gặp vô tình một ngày như vậy, các bạn nhìn đâu đó lặp đi lặp lại những cái con số, hoặc là những cái dấu hiệu, những cái màu sắc nào đó mà các bạn cứ gặp thường thường xuyên dạo gần đây. Và cái kênh cuối cùng là các bạn cảm thấy lòng dạ nó nôn nao, cảm thấy lòng dạ nó lo lắng, hay là cảm thấy gì đó, nó đơn giản là một cái cảm xúc xẹt qua trong lòng của các bạn. Đó là cái cách mà những cái đấng tối cao bảo hộ muốn kết nối, muốn liên lạc với các bạn đó. Và vì vậy bạn phải tin, và vì vậy bạn phải lắng nghe. Mối quan hệ cũng là như vậy. Các bạn nhận được một cái lá bài Fish đây này. Fish là lá bài đẹp, nhưng mà đi sau lá bài Fish là lá bài gậy. Hoàng hậu, à, 10 xu. Vậy thì nhá, bỏ xuống luôn rồi nói. Nữ hoàng, cái gì? Nữ hoàng ly và khởi đầu mới. Xác nhận rồi. Từ nãy đến giờ mới có nói mà, các bạn nhận được cái lá bài Lady là cuộc sống của bạn chuẩn bị nó sang trang đấy. Bạn chuẩn bị là đi giai đoạn 2 của hành trình sống của mình rồi đó. Bạn chuẩn bị là đứng ở giao lộ cuộc đời rồi đây. Trong chuyện tình cảm, trong mối quan hệ cũng vậy. Thành thử ra là cái mối quan hệ trước đây của các bạn nó có thể sẽ có nhiều những cái bất hòa. Nhưng mà rồi như mới nói rồi đó, các bạn sẽ là cái người tự ngộ ra một cái gì đó, các bạn nhận thức ra. Kiểu giống như là đây là giai đoạn mà cuộc đời của các bạn tụ bài số 1, các bạn ngộ ra luôn. Ngộ ra được có cái sự hỗ trợ của những đấng tối cao nữa, cho nên các bạn đưa ra được cái quyết định. Các bạn biết bạn, các bạn cần phải có cái quyết định gì, và mình có cái cảm giác các bạn sẽ rất là nhanh, gọn và kiên định với cái quyết định đó của các bạn. Mà cái quyết định của các bạn, cái quyết định đó đó, trong cái mối quan hệ của các bạn, nó chỉ giúp các bạn gọi là có một cái sự thay đổi tích cực, có một cái sự thay đổi mà nó vui vẻ cho các bạn. Nơi đó mình có cái cảm giác rằng là các bạn sẽ có thể cân bằng, ổn định và thăng hoa được cái cảm xúc. Và các bạn cảm nhận được hình như bây giờ bắt đầu là phước lành đã mỉm cười với các bạn. Các bạn cảm thấy rằng là các bạn có được một cái cuộc sống sao mà nó gọi là nó ấm êm, nó yên ổn và nó an lành. Mình có cái cảm giác là như vậy. Vậy thì với cái nhóm bài mối quan hệ, có thể có một số các bạn đang độc thân thì hãy vững tin và lạc quan một chút xíu. Nếu các bạn đang mong muốn có người yêu thì khả thi đấy. Rồi, hoặc là ly dị rồi mà giờ đang độc thân mà muốn có người yêu thì cũng khả thi đấy. Cái nhóm mà đang có người yêu thôi nhá, đang có người yêu hoặc là mối quan hệ của các bạn, rốt cuộc cái mâu thuẫn giữa cả hai sẽ được giải quyết khi cả hai lắng lòng lại và đưa ra quyết định cuối cùng. Và mối quan hệ sẽ sang một cái giai đoạn mới, nơi đó các bạn yêu thương nhau, gắn bó với nhau hơn, bền chặt với nhau hơn. Còn nếu đâu như các bạn nào mà đang có gia đình thì cũng tương tự là như vậy. Mâu thuẫn bất hòa giữa vợ chồng sẽ được an ổn, gia đình của các bạn sẽ vững vàng hơn. Và đặc biệt là mình có cái cảm giác vì cái tài chánh ở đây này, nó dẫn dắt, nó khả thi nè, cho nên nó kéo tới gia đình của bạn sắp tới an ổn về cái mặt tinh thần, tình cảm, và đặc biệt là cái tiền nong, cái tài chính trong gia đình đó, nó được rung rinh rủng rỉnh, có tình rồi xong có tiền luôn, nó là như vậy. Nhưng để đạt được những cái tín hiệu, những cái thông điệp tuyệt vời này thì các bạn còn nhớ ha, nhớ giùm mi hai cái đó bài, hai cái nhóm bài đó. Các bạn sẽ phải vượt qua cái thực tại của mình đã giác ngộ, cái thực tại của mình đã, đấy, nó là như vậy. Cho nên rằng là tình cảm của các bạn đầu nó hơi bị lộn xộn, nhưng mà kết quả ha, cái hậu của nó thì mình thấy rằng là hạnh phúc, ấm êm và no đủ. Nó là như vậy, có cái sự vui vẻ. Fish, mình thấy con fish là biết ngay là có một cái tín hiệu mừng rồi. Đấy. Nhưng mà trước đó thì chắc là cũng hơi đau đầu, nhức đầu một chút xíu. Nhưng mà yên tâm, sẽ có khởi đầu mới các bạn. Tụ bài số 1 à. Nhìn chung, giải bài của tụ bài số 1 là một giải bài tích cực. Và vì vậy mình cũng muốn chia vui với các bạn tụ bài số 1. Và mình mong các bạn có thể nhanh chóng an ổn lại được cái thân và cái tâm của các bạn, đưa ra một cái quyết định dựa trên trực giác, dựa trên nguồn năng lượng nội tại của mình, dựa trên cái cảm nhận của trái tim của các bạn,
và tiếp xúc nhiều hơn với mẹ thiên nhiên, các nguyên tố của trái đất để các bạn có thể có được cái sự tĩnh tâm và có được cái quyết định thật sự là sáng suốt, phù hợp và nó tốt cho công việc, tài chính và mối quan hệ của các bạn. Mình chúc phước lành đến với tất cả các bạn tuổi Bạch số 1. Mi xin chào. Xin chào tất cả các bạn tụ bài số 2. Đây là viên đá chọn tụ của các bạn, mới đến đây. Lá bài chọn tụ của chúng ta là lá bài hai kiếm. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là điều các bạn tụ bài số 2 cần phải biết ngay bây giờ về công việc, tài chính và mối quan hệ. Rồi các bạn nhận được cái lá bài tổng quan cái năng lượng của cả ba cái mảng đó trong cuộc sống của mình luôn. Các bạn nhận được hai kiếm. Cho mình có một cái cảm giác như thế này này. Các bạn tụ bài số 2 đang trong một cái giai đoạn mà các bạn không đưa ra được cái quyết định cuối cùng của mình là nên phải như thế nào. Mặc dù trong sâu thẳm trái tim của các bạn đã biết cái điều mà mình cần phải làm, nên làm và muốn làm. Nhưng mà rồi có nhiều những cái yếu tố nó tác động quá ở bên ngoài lẫn cái cảm xúc nội tại của các bạn luôn, cho nên nó khiến các bạn rốt cuộc rồi lại phân vân, lưỡng lự, lần cha, lần chừng, nó thiếu cái sự quyết đoán và có nhiều cái nỗi lo hay là cái nỗi sợ rồi này nọ các kiểu đủ cái loại cảm xúc, cho nên mình có cảm giác các bạn bị phân vân, các bạn không biết là mình phải làm cái gì đây, không đến mức độ là hoang mang lắm đâu, nhưng mà chỉ có một cái lưng cha, lưng chừng đâu đâu đó đó. Vậy thì để câu chuyện nó rõ hơn, My sẽ lấy bài cho nó chắc chắn nha. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ bài số 2, mình sẽ kết nối năng lượng với các bạn. Vì chúng ta có 3 cái mảng mà các bạn tụ bài số 2 cần phải biết ngay bây giờ. Vì vậy mình sẽ lấy 3 cái nhóm bài: công việc, tài chính và mối quan hệ. Công việc của các bạn tụ bài số 1, số 2. Công việc, tài chính của các bạn tụ 2. Mối quan hệ của các bạn tụ 2. Công việc, tài chính và mối quan hệ. Công việc, tài chính và mối quan hệ. Công việc nhé, tài chính mối quan hệ. Mình lấy thêm hai lá bài nữa rồi chúng ta đọc thông điệp. Điều các bạn tụ bài số 2 cần phải biết về công việc, tài chính và mối quan hệ. Ok, rồi đây là tài chính, mình sẽ để ngay đây, không đụng đến bài của các bạn. Đây là mối quan hệ. Và bây giờ chúng ta xem thông điệp của công việc nhé. Các bạn nhận ba kiếm: nữ hoàng xu, chính ly và hiệp sĩ xu. Ok, beauty, vẻ đẹp. Child là một đứa trẻ. 7 ly, 10 ly, 5 ly, tử thần. Ok, hiệp sĩ kiếm. Về công việc, và các bạn có một cái lá bài là lá bài tử thần. Các bạn cảm nhận cái lá bài này một chút xíu, nó không có cái gì đáng sợ ở đây ngoài cái đầu lâu, nhưng mà nó có một cái bông hoa
Mọi người hình dung hoa đang nở rộ và xung quanh nó còn có cái lấp lánh nữa, lấp lan lấp lánh nữa. Cho nên vốn dĩ cái lá bài này nó không hề đáng sợ, phải không? Mọi người, tụ bài số 2. Trong công việc của các bạn, nó có một cái sự kết thúc ở đây. Vì lá bài này hẳn là lá bài tử thần rồi. Nhưng mà các bạn hãy nhớ một điều, ông tử thần á, ông xuất hiện á không hề đáng sợ đâu. Mà chính ra vì cái sự xuất hiện của ông tử thần cho nên có lẽ rằng chúng ta mới có tia hy vọng đấy. Mọi người hình dung vấn đề không ạ? Là bởi vì sao? Ông tử thần ổng xuất hiện, có thể ông đến để ông lấy đi một cái điều gì đó, lấy đi một cái, ông chấm dứt một cái điều gì đó để ổng phải kéo cái thần thức đó và cái linh hồn đó về để tái sinh, về để chuyển kiếp, về để hồi sinh thành một cái điều gì đó mới. Thành thử ra là quan điểm của mình với cái lá bài tử thần Death này, thực sự ra nó là một cái sự biến đổi, một cái sự biến hóa, một cái sự biến chuyển mà thôi. Cái kiểu là như vậy. Cho nên là mình có cái cảm giác như thế này các bạn. Tụ bài số 2, công việc của các bạn có một cái điều gì đó kết thúc rồi, hoặc một cái dự án gì đó nó kết thúc, hoặc là thậm chí công việc của các bạn, à, các bạn thôi một cái việc nào đó. Nhưng các bạn nhớ cái năng lượng mình đã giải thích cho cái lá bài tử thần này rồi. Vậy thì cái sự kết thúc này nó cần phải có. Để các bạn khép cái cánh cửa này rồi thì mình mới mở được cái cánh cửa khác cơ chứ. Cánh cửa này đóng lại chỉ để cánh cửa khác mở ra mà thôi. Dự án này hết rồi thì mình đón dự án khác. Hoặc là mình không làm công ty này nữa thì mình mới có cơ hội gặp cái công ty khác. Biết đâu nó phù hợp, tốt hơn thì sao? Mà trên giải bài này nhé, trên cái lá bài này mình thấy có cái mùi của sự tích cực. Đấy, thành thử ra các bạn bình ổn lại cái tâm lý của các bạn đã. Các bạn tụ bài số 2. Bởi vì mình biết các bạn lúc này cái lá bài mà năng lượng chung chọn tụ, mình đã nói cái tình trạng hiện tại của bạn rồi đúng không? Mà đặc biệt riêng về cái công việc, mình thấy các bạn đang rất là buồn lo. Công việc ấy buồn lo. Bởi vì mình có cảm giác là hình như mọi việc bây giờ nó diễn ra nó quá chậm đi. Cho nên có lẽ là nó khiến các bạn nôn nao. Nếu các bạn đang mất việc, muốn đi tìm việc, xin việc, bây giờ không thấy có tín hiệu tích cực, cho nên các bạn cảm thấy mọi việc như nó chậm lại, nó trì trệ lại, cho nên các bạn có cái phần lo. Hoặc là hết cái dự án này rồi mãi không thấy cái dự án khác tới cũng lo. Đấy, kiểu vậy. Thành thử ra là các bạn bình tâm một chút xíu. Vì các bạn nhận được một cái lá là beauty. Beauty là cái vẻ đẹp. Mà lại đi kế bên một cái lá bài là child, là đứa trẻ nữa. Thì mọi hình người hình dung nè, cái đứa trẻ này nó cho mình có một cái cảm giác gì? Trẻ con ấy. Trẻ con thường là khi mà mình nhìn thấy một đứa trẻ là mình thấy nó cái hành trình sống nó còn một đoạn dài, nó ơi là dài để nó phải sống tiếp. Chứ nó không phải giống như là chúng ta, ví dụ như các bạn có trẻ mấy thì cũng đâu khoảng mười mấy, hai mươi. À, hoặc là ba mươi mấy, bốn mươi, hoặc bốn mươi mấy, năm mươi, hoặc năm mươi mấy, sáu mươi thì mình thấy cái cuộc đời của mình nó ngắn dần, cái hành trình sống nó thu dần, hẹp lại dần rồi đúng không? Còn đối với một cái đứa trẻ hẳn ở trong này nè, con bé này nó còn chưa tới 10 tuổi, nó còn đây là giống như nó đang chơi búp bê nữa mà. Thử ra mình cảm thấy nó, trời ơi, cái cuộc sống trước mắt của nó còn dài lắm, cái gì nó cũng còn chưa biết hết. Thành thử ra mình bắt cái năng lượng đó vào trong cái giải bài về công việc của các bạn tụ bài số 2. Mọi thứ nó chỉ mới bắt đầu thôi các bạn. Sự kết thúc này để mà nó mở ra một cái chương mới trong hành trình lao động làm việc của các bạn thôi. Mọi thứ còn rất là mới mẻ. Và vì vậy các bạn phải có cái sự vững tin vào sự an bài này. Đứa trẻ phải vững tin và đứa trẻ còn cái hành trình sống rất dài. Công việc của bạn còn hành trình phải đi rất dài. Người hình dung mà. Và vì vậy đây là khoảng thời gian, nếu như nhóm mình quay trở lại, các bạn đang đi tìm việc phải xem lại cái CV, rà soát lại cái CV của mình, coi viết ở trong đó cái gì đúng chưa, ổn chưa. Bởi vì đứa trẻ mà, người hình dung là nó như trang giấy trắng, không có kinh nghiệm, làm theo bản năng và làm thì thường chưa đúng lắm. Tại vì nó đang học mà, vẫn còn đang đi chơi nữa này, vẫn còn đang chơi, còn chưa biết học cái cách dạ, còn đang giai đoạn mà học dạ, học thư, học vân, học ạ nữa đây này. Đấy, thì thành thử ra là nó, nếu như mà giao cho nó làm một cái công việc gì phải quan sát, cầm tay, chỉ việc, dẫn dắt đó. Và về cái chất lượng công việc mình phải lưu ý một xíu, tương tự chất lượng cái CV xin việc của các bạn lưu ý một chút xíu. Thứ nhất, cái thứ hai, nếu như các bạn đang có cái dự án gì đó phải xem lại đó, vân vân là vậy. Hoặc là cái công việc của bạn nó sang một cái giai đoạn mới, tóm lại là các bạn phải xem lại, bởi vì nó xuất hiện một cái lá bài đứa trẻ thì mình phải lưu ý một chút xíu. Sau khi các bạn xem lại rồi với cái lá bài beauty, các bạn hãy nhìn vào cái mặt tích cực của vấn đề, nhìn vào cái mặt sáng của cái vấn đề. Có lẽ cái mặt sáng này lúc nãy mình đã nói là cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác nó mới mở ra. Mà khi nó mở ra như vậy, mình có cái cảm giác là các bạn tụ bài số 1 này,
có cái sự phân vân. Mọi người còn nhớ cái lá bài chọn chọn tụ năng lượng tổng quát là mình có nói trong sâu thẳm tâm hồn của các bạn muốn cái điều gì đó, hình như các bạn biết rồi nhưng mà bởi vì lo sợ hoang mang cho nên không đưa ra được cái quyết định cuối cùng. Cho nên mới phân vân, cho nên mới lần cha lần từng như này này đấy. Vậy thì mình có một cái cảm giác là nó sắp đến sẽ có một cái tin tức tín hiệu lành gì đó và một cái tín hiệu để các bạn gọi là chuyển hóa đi cái cảm xúc hiện tại của các bạn, phá vỡ cái trạng thái cảm xúc hiện tại của các bạn. Và với cái lá tử thần này thì các bạn vẫn phải nhớ giùm mi, nó sắp có cái sự sắp có khởi đầu mới để kết thúc, chỉ để khởi đầu. Mà mình có cảm giác rằng là khi mà các bạn rà soát lại tất cả những gì mà mi nói ở đây này thì các bạn sẽ lấy lại được cái sự bình an, an ổn, vì các bạn có một cái lá bài là nữ hoàng xu ở đây này. Nữ hoàng xu, xu là đất, đất là thổ. Thổ thì nó cho mình có một cái cảm giác, một thông điệp gì đó phản phất ở trong cái giải bài này là các bạn sẽ phải bình tĩnh, phải điềm tĩnh, phải cẩn thận, phải chi tiết, phải ôn hòa hơn rất rất là nhiều. Chậm nhưng mà nó chắc. Vì khi mà các bạn đã đưa ra được một cái quyết định rồi, các bạn có được cái sự an ổn, các bạn có được một sự chuẩn bị cẩn thận, chậm chắc, thổ là mọi người nhớ nhé, thổ ở đây, thì mình có cảm giác là vào cái khoảnh khắc đó, cái công việc của các bạn về cái thu nhập mình cảm thấy nó cũng tạm ổn, nhưng quan trọng là cái cảm xúc của các bạn sẽ rất là thăng hoa. Vì các bạn nhận được một cái lá trọn vẹn số 10 nè, từ 0 cho đến 10. Các bạn nhận được một cái số 9 và nhận một cái số 10 luôn, gọi là hai cái số mà level max rồi. Số 9 và số 10 đều là ly hết thì cảm xúc của các bạn sẽ được thăng hoa. Về công việc là như vậy. Cái điều các bạn cần phải biết trong hiện tại. Vậy thì với cái tình trạng công việc này, nó sẽ kéo theo, nó sẽ dẫn theo cái tình trạng tài chính của các bạn ra sao? Mình sẽ xem nhé. Đây là lá số 5. Số 5 là cái gì? Thầy tu. Một xu đây này. Hẳn là phải có cái lá bài một xu cho các bạn tụ bài số 2 rồi. 7 gậy. 4 kiếm à. Willpower. Ok. Cái lá bài này nó hợp lý đấy. Cloud là đám mây. 7 kiếm. Cỗ xe, the chariot là cỗ xe. Công chúa Ly, hoàng đế, emperor và the fool. Các bạn còn nhớ hay là không, mới nói là cái sự kết thúc chỉ để nó khởi đầu. Mình sẽ để cái lá đó ở đây. Ok ha. Lá tử thần. Trong những cái lá bài về tài chánh, các bạn nhận được cái lá khởi đầu. Thành thử ra là mình nghĩ là nó phải kết nối năng lượng với cái công việc của các bạn. Và các bạn ở đây này, nói về tài chánh thì mình cũng muốn kết nối luôn. Vậy thì là trong lĩnh vực và công việc của các bạn sắp sửa có một cái khởi đầu mới, một cái cơ hội nào đó mà cái trước đây các bạn chưa từng làm. Tóm lại như vậy, trước đây các bạn chưa có từng làm. Một cái công việc nó mới hoàn toàn, hoặc là một cái dự án nó mới hoàn toàn, hoặc một cái công ty đó mà nó mới hoàn toàn đối với các bạn tụ bài số 2. Và vì vậy các bạn không cần phải quá nặng đầu lắm đâu. Bởi vì nó mới nha, các bạn phải suy nghĩ cho nó nhẹ nhàng một chút xíu như thế này nè. Bởi vì nó mới, mình thường hay chia hai cái nhóm trong giải bài chung. Có thể một số các bạn trong cái nhóm đầu tiên, các bạn đã làm công việc mới rồi, vừa mới làm công việc mới, vừa mới nhận một cái dự án mới hay qua một cái công ty mới rồi, cho nên các bạn sẽ cảm nhận sâu sắc điều mình sắp chia sẻ. Còn đâu nhóm còn lại là các bạn vẫn còn đang trong giai đoạn chuyển giao, mới gặp tử thần thôi, chưa có gặp em bé, chưa có gặp baby. Mọi người hình dung không? Đấy. Thành thử là trong hai nhóm đi chăng nữa thì nhóm này chuẩn bị tinh thần, còn nhóm này sẽ cảm nhận sâu sắc là như thế này này. Bởi vì nó mới mà, mọi người hình dung không? Mi đã nói đây là một cái cơ hội mà các bạn chưa bao giờ biết đến, chưa bao giờ có cái kinh nghiệm, chưa bao giờ có cái trải nghiệm, và vì vậy nó phải có thử thách thôi. Cho nên rằng là trong cái quá trình làm việc, hoặc thậm chí trong cái môi trường làm việc mà các bạn có cái sự bất hòa đấy, và cái quá trình làm việc của các bạn nó không có được suôn sẻ đấy, là điều bình thường. Mọi người hình dung không? Là điều bình thường. Cho nên á, chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta catch up, là nắm bắt kịp cái tình hình cũng như cái văn hóa và cái môi trường mới.
Chỉ cần làm việc đúng khuôn khổ, chỉ cần học học và học liên tục thôi, mình học hỏi thêm ấy, thêm cái kinh nghiệm mới, kiến thức mới, cũng giống như là cái cách đối nhân xử thế mới trong môi trường mới. Chỉ cần các bạn liên tục học, mình có cảm giác là nó an ổn hết. Với cái lá bài thầy tu này, chỉ cần các bạn học thôi, chịu khó một chút xíu, rồi làm cái gì cũng tuân thủ quy định, điều lệ, luật lệ của cái nơi mới, sẵn lòng một chút xíu willpower. Các bạn thấy một cái người họ đang tay thì cầm cái quả địa cầu, một tay thì một cái hành tinh hình như mặt trăng thì vậy. Chỉ cần sẵn lòng thôi thì mây mờ nó sẽ xua tan, tự các bạn xua tan hết. Cho nên thứ nhất các bạn phải cài đặt ở trong cái tư duy của mình ấy, là bất ổn là chuyện bình thường khi đến một môi trường mới. Va chạm là chuyện bình thường khi chúng ta làm một cái công việc, một cái dự án, một cái lĩnh vực mới hoàn toàn. Bởi vì mình không có biết, mình không có kinh nghiệm, mình chưa có được cái sự chuẩn bị. Và vì vậy, có bất cứ cái gì mà nó không theo như ý các bạn muốn, hơi bất tiện, thì phải thiết lập cái tư duy của mình. À, hẳn là nó phải như vậy, dĩ nhiên nó phải là như thế, vậy thì sửa lại bằng cách nào? À, cái câu sau nó mới quan trọng mọi người, sửa lại bằng cách nào, vậy thôi, không có gì hết á. Thành thử ra là với cái tài chính nhá, nó không hiện một cách quá cụ thể là tài chính của các bạn sẽ gọi là nở hoa hay là có một cái đột biến gì đó, nhưng mình cảm nhận rằng với cái khởi đầu mới này, nó sẽ cho các bạn một cái tiềm năng về tài chính, tiềm năng về thu nhập. Nơi đó các bạn chỉ cần an ổn lại những điều mình vừa mới chia sẻ xong rồi thì các bạn sẽ gọi là nó quyết tâm. Vì mọi người hình dung là vô thức cái lá bài này nó nằm trên cái lá bài cổ xe The Chariot, các mọi người cảm thấy không? Đây giống như là một chàng hiệp sĩ hay ông công tử gì đó, ông ngồi trong một cái cổ xe và ông, hai cái chú ngựa này nè phi thẳng kéo cái cổ xe của ông tiến thẳng về phía trước, rồi bỏ lại cái lâu đài ở đằng sau, nước ở dưới này dẫm lên nước mà đi luôn. Cho nên có một cái sự quyết tâm gì đó để ông ra đi và thực hiện cái nhiệm vụ, thực hiện cái design là cái gì đó, cái mong ước của ông, cái khát khao của ông. Ông bỏ lại một cái lâu đài hoành tráng phía đằng sau để ông dấn thân về phía trước. Nó nằm ngay bên dưới một cái lá bài là một xu. Một xu, số 1 là khởi đầu mà, bắt đầu, mọi người hình dung không? Ở trên này mình cảm giác là đây một loài linh vật đang cõng một đứa bé có một cái đồng xu, cho mình có một cái cảm giác là hành trình phía trước. Nơi đó ha, nó cho mình một cái cảm giác có cái sự thịnh vượng ở trong. Vì đây là về tài chánh cho nên là có lẽ thịnh vượng này nó liên quan đến kim tiền. Nên các bạn hãy vững tin lên một chút xíu, lạc quan, tích cực và an nhiên chấp nhận mọi việc như nó vốn là. Như mới nói đó, môi trường mới, công việc mới, lĩnh vực mới có gọi là có lổn xổn một chút xíu là lẽ thường tình. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ coi về mối quan hệ. Các bạn có là gì đây? Vua kiếm. 15, 16, 17, 18. Mặt trăng. Năm xu. Hai xu. Các bạn tụ bài số 2, trước khi lấy thêm mấy cái bài transformation là biến chuyển, biến hóa, biến đổi. Các bạn đang trong giai đoạn chuyển giao, các bạn đang đứng giữa ngã ba đường. Ví dụ như tụ 1 đi, người ta bẻ quẹo rồi, người ta đã thấy cái ánh sáng rồi. À, nhưng các bạn tụ bài số 2, mình có cái cảm giác cái hành trình của bạn nó hơi chậm hơn tụ 1 một chút xíu. Và vì vậy các bạn vẫn còn đang nó hơi lọ mọ. Thành thử ra các bạn vẫn còn nhớ thông điệp của công việc đúng không? Tài chính thì mình chưa nói đến vì tài chính nó liên quan công việc. Công việc hiện tại bây giờ các bạn còn đang nó hơi bị mắc kẹt một chút xíu. À, nó hơi mắc kẹt cho nên đang bị phân vân lừng chừng. Lá bài chọn tụ đây này mọi người. Phân vân lừng chừng một chút xíu. Khả năng sắp tìm được việc, khả năng sắp chuyển dự án, khả năng sắp đổi công ty. Cái chữ sắp nó thôi. Đấy, cho nên là phải kiên nhẫn một chút xíu. Mình nói mình nhìn xuống các bạn nhận được lá bài ngôi sao quá trời đẹp nè. Ngôi sao hy vọng, các bạn thấy lá bài nó cũng đẹp nữa. Cho nên là trong cái giai đoạn này thì cả công việc nó cần thời gian, cả mối quan hệ cũng cần thời gian. Không cần phải cảm thấy quá khổ sở, không cần cảm thấy mất phương hướng. Mọi người hình dung không? Mà, tại vì như thế nào? Mọi người nhận được một cái lá bài là transformation. Và trong này tác giả vẽ một cái chú bướm quá đẹp, không có gì ngoài một chú bướm trong lá bài. Có nghĩa rằng là hiện tại bây giờ các bạn tụ bài số 2, cuộc sống của các bạn đang trong cái giai đoạn mà hình dung một cái con sâu bướm á, nó cứ yên tĩnh ở trong cái kén của nó cho đến một ngày nào đó, thời điểm chín mùi, năng lượng hội tụ đầy đủ, thời điểm đã đến, con sâu kén nó đang ngọ ngoại để nó phá vỡ cái kén. Các bạn đang trong giai đoạn ngọ ngoại phá vỡ kén,
Và vì vậy có rất nhiều cái sự cố gắng đòi hỏi ở đây. Và vì vậy có nhiều cái sự đau đớn phải chịu đựng ở đây. Phá mà, phá để cho cái kén nó vỡ ra. Thành thử ra là đâu phải hả đi thẳng một lèo luôn. Mình có cái cảm giác có cái gì đó nó ngáng trở, mình có cảm giác nó có trở ngại, và mình có cái cảm giác phải phấn đấu nỗ lực hết mình. Và vì vậy nó sẽ có cái sự va chạm, nó hơi đau đớn về tinh thần và thể chất ở đây. Mà chỉ cần cái kén nó mở ra một cái thôi, các bạn thấy không, ánh nắng nhá, sáng chói nhá, ánh mặt trời ấm áp nha, một cái thế giới hoàn toàn mới để các bạn có thể trải nghiệm trong một thân xác mới. Transformation. Mối quan hệ cũng vậy luôn. Không cần gì phải khổ sở, không cần gì phải hoang mang, chỉ cần bình tĩnh một chút xíu và ngộ lại mọi việc. Vì các bạn có một cái lá bài là vu kiếm ở đây. Rà soát lại mọi việc, tỉnh thức nhất có thể. Lấy gì đây? Hoàng tử kiếm. Các bạn nhận được hai cái lá bài hai xu luôn này. Linh hoạt một chút. Nghĩ lắc léo một chút xíu. Né, thay vì cứ chăm chăm vào cái nỗi buồn của mình, thay vì cứ chăm chăm vào cái sự bế tắc của mình chi. Quẹo quọ một chút xíu để mà mình tìm ra được cái tia sáng đi các bạn. Đây là cái gì? Đây là hiệp sĩ kiếm, còn cái này là hiệp sĩ xu. Sáu gậy và nữ hoàng. Đấy. Các bạn nhận được cái lá bài cuối cùng là một cái lá bài nữ hoàng. Nữ hoàng nó khác ông vua ở chỗ nữ hoàng là phụ nữ, đúng không? Phụ nữ thì nó thường liên quan đến năng lượng âm. Năng lượng âm ở đây nó đòi hỏi cái sự thấu hiểu, cảm thông và lắng nghe. Mình có cảm giác thấu hiểu và cảm thông này nó dành cho bản thân của các bạn tụ bài số 2 trong cái mảng là mối quan hệ tình cảm. Mình có cảm giác là như vậy đấy. Thành thử ra là mình thấy nhá, nếu như các bạn có ba nhóm đang độc thân, nói chung là độc thân rồi, đang có người yêu hoặc là đang có gia đình, vậy thì như thế này này, độc thân thì không nói rồi, mình nghĩ rằng là các bạn cứ nuôi dưỡng cái năng lượng mà nó tích cực rồi sẽ có cái điều tốt đẹp đến. Còn đối với cái nhóm người yêu và có gia đình, diễn biến cái mối quan hệ, diễn biến chuyện tình cảm, diễn biến hôn nhân, có thể mọi việc nó đang diễn ra hơi chậm nhưng mà nó sẽ rất là chắc chắn và bền chặt cho cả hai. Vì vậy hiện tại bây giờ cái điều các bạn cần làm, nãy giờ mình nói quá trời rồi, mình thử ra mình chỉ lấy thêm mấy cái lá bài cuối này, rốt cuộc mình thấy các bạn sẽ an ổn được trong mối quan hệ, an ổn được. Lưu ý một chút xíu giùm mình lời ăn tiếng nói, lưu ý giùm mình một chút xíu cái đừng có nóng tánh quá, bình tĩnh lại một chút xíu. Đặt mình vào vị trí của đối phương, thông cảm cho đối phương một xíu. Mình đã nói cái năng lượng âm ở đây nè, người phụ nữ năng lượng âm. Âm có nghĩa là lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, bình tĩnh, điềm đạm và giúp đỡ. Mà khác cái năng lượng dương là mạnh mẽ, chủ động, nhào ra, coi như nóng tánh, hay là đôi khi cũng có cọc tánh quyết liệt nữa. Nó khác như vậy. Các bạn nhận được cái lá bài là năng lượng âm. Nam nữ gì không có quan trọng, nam nữ không có quan trọng, chỉ cần lắng nghe, thông cảm, giúp đỡ cho đối phương, đặt mình vào vị trí đối phương một chút xíu, quán chiếu cái lời ăn tiếng nói, quán chiếu cái suy nghĩ của mình hướng về cái sự tích cực, hướng về cái lợi ích chung, hướng về cái tình cảm chung là an ổn. Rốt cuộc cả hai bạn sẽ xây dựng được cái mối quan hệ mà nó đẹp như lòng các bạn mong muốn. Mà để đạt được điều đó thì lưu ý những cái gì mình đã chia sẻ ở đây rồi, những điều lưu ý, những thông điệp nhắc nhở của vũ trụ dành cho các bạn tụ bài số 2 là như vậy đấy. Thành thử ra là mình đã tổng kết luôn rồi đó. Cái lúc mà mình nói cái mối quan hệ là mình đã tổng kết cái con kén nó đang, cái con sâu bướm nó đang phá kén rồi. Thành thử ra là mọi mặt của cuộc sống nói chung của các bạn tụ bài số 2, các bạn kiên nhẫn một chút xíu và cần phải chăm sóc cái sức khỏe thật là tốt, bởi vì các bạn đang cần sức để chống, để gọi là để đối đầu lại được với cái những cái ngáng trở tạm thời, cần sức để mà phá cái kén mà. Cho nên là phải giữ sức khỏe là cái điều đầu tiên về thể chất. Cái thứ hai, giữ sức khỏe về tinh thần. Công việc và tài chánh có cái hướng mới rồi. Còn đâu là trong cái chuyện tình cảm thì dần dần nó sẽ sáng tỏ trở lại, không cần phải cảm thấy quá bế tắc. Các bạn nhận được một cái lá mặt trăng đây nè. Các bạn hình dung trăng nó có cái chu kỳ. Có thể bây giờ các bạn cảm thấy mối quan hệ của các bạn nó âm u quá, giống như là đêm 30, người ta nói tối như đêm 30 nha. Các bạn hình dung nè, 2 tuần sau là rằm rồi. Thành thử ra là 2 tuần sau mặt trăng sẽ ló dạng từ từ và tròn, từ khuyết cho đến tròn. Và 14-15 âm lịch các bạn nhìn nó thấy mặt trăng nó sáng to rõ vành vạnh luôn. Vậy thì cái giai đoạn mà tâm tối âm u của mối quan hệ của bạn rồi sẽ qua.
lưu ý những điều mà Miu đã vừa chia sẻ. Vì vậy, mình mong chúc phước lành sẽ đến với cuộc đời, cuộc sống của các bạn tụ bài số 2. Miu xin phép ngừng lại đây. Xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn tụ bài số 3. Đây là viên đá chọn tụ của các bạn Miu để đây. Lá bài chọn tụ của chúng ta là lá bài 10 ly. À, đẹp đấy. Vì sao Miu nói đẹp, các bạn hình dung nhé. Từ số 1 đi cho đến cái số 10. Thành thử ra là cái số 10 nó là level max rồi, nó là đỉnh điểm rồi, nó là cái gì đó nó trọn vẹn rồi. Và các bạn nhận được một cái lá bài trọn vẹn của ly. Ly là một cái nguyên tố trong 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 tarot, nó chủ về cái cảm xúc. Mọi người hình dung không? Cho nên mình có một cái cảm giác gì đó nó đông đầy ở đây. Cảm xúc nó đông đầy, cảm xúc nó trọn vẹn ở đây. Và chủ đề ngày hôm nay lại là điều các bạn tụ bài số 3 cần phải biết về công việc, tài chánh và mối quan hệ. Vậy thì đây là cái lá bài năng lượng tổng quan của cả ba mảng cuộc đời của các bạn tụ bài số 3. Và các bạn nhận được cái lá bài trọn vẹn, đông đầy về cảm xúc. Thì mình có cái cảm giác là tín hiệu lành. Tín hiệu lành ha. Nhưng mà nói chứ để cái câu chuyện nó rõ ràng hơn thì mình phải lấy thêm bài cho nó chắc ăn ha. Mình sẽ kết nối năng lượng với tất cả các bạn tụ bài số 3. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem điều các bạn tụ 3 cần phải biết ngay bây giờ về công việc. Xin lỗi, đủ 4 lá đây nha. Về tài chính. Về mối quan hệ. Đây là lá bài mình nghĩ vũ trụ muốn giữ lại cho các bạn đấy. Cảm giác như nãy giờ bài cứ muốn, nó muốn phóng ra. Mối quan hệ tụ số 3. Điều các bạn tụ 3 cần biết về công việc, tài chánh, mối quan hệ. Công việc, tài chánh, mối quan hệ. Các bạn tụ 3, mình có cảm giác như bài nó cứ muốn phóng ra tụ 1, tụ 2 mình chẳng thấy nó văng ra gì cả. Ok, rồi. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau nha các bạn tụ bài số 3. Điều các bạn cần phải biết về công việc. Về tài chánh của các bạn. Về mối quan hệ của các bạn. Mình lấy thêm 2 lá nữa là đủ. Điều các bạn tụ 3 cần phải biết về công việc. Ok, 2 lá. Mình xin phép lấy lui lại, mình chỉ lấy 2 lá nha. Rồi. Về tài chánh. Về mối quan hệ. Rồi, đây là về tài chánh nói chung. Mình sẽ để đây không động đến bài của các bạn. Về mối quan hệ. Chúng ta xem công việc của các bạn. Một gậy. Ẩn sĩ. Nữ hoàng su. À, hôm nay cả ba tụ đều xuất hiện lá này. Cổ xe, the chariot, cổ xe. Boundary là ranh giới, giới hạn. Lily là hoa lily. Nữ hoàng ly. Hiệp sĩ kiếm. Damonde là lá thế giới. Sorry mọi người, bộ bài này là bộ bài của Pháp cho nên nó có cái tiếng Pháp mình hơi bối rối chút xíu. 6 xu và một gậy. Thông điệp lặp lại chứng tỏ cái năng lượng
Nó rất là mạnh cho thông điệp của hai cái lá bài này. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là điều các bạn thuộc bài số 1 cần phải biết về công việc của các bạn. Thì nhá, vì hai cái lá bài này nó quá nặng, cái năng lượng nó quá mạnh mẽ, cho nên mình sẽ bắt ngay vào cái năng lượng đó. Sắp đến công việc của các bạn nó sẽ mở ra một cái hướng mới hoàn toàn, mà đòi hỏi các bạn phải nỗ lực rất nhiều để bạn phải nắm bắt cái cơ hội đó. Và trong cái cơ hội đó mình có cảm giác luôn là quý nhân sẽ xuất hiện để giúp đỡ các bạn. Vì vậy, hình dung nhé, cái lá bài mà năng lượng tổng quan chọn tụ nó đã cho mình một cái tia sáng rồi. Cho nên rằng là nói như thế nào nè, các bạn phải, đấy là phước lành, đấy là phước lành. Vì vậy, trong thời điểm này, bắt đầu từ bây giờ luôn các bạn, tụ bài số 3, các bạn hãy bảo vệ cái năng lượng của bản thân các bạn. Các bạn phải bảo vệ cái thân tâm của các bạn, thân và tâm và năng lượng của các bạn luôn. Vì sao? Vì các bạn có xuất hiện cái lá bài boundary này bằng một cách nào đó. Có thể thông điệp ở đây nó chưa có hiện ra những cái ngóc ngách khác của vấn đề mà các bạn tụ bài số 3 đang gặp phải. Nếu như là giải bài riêng mình sẽ tiếp tục mình lấy thêm bài, nhưng đây là giải bài chung, nó là như vậy. Nhưng mà mình nhìn một cái lá bài là mình cũng đoán được nó phải có một cái chuyện gì đó. Tuy nó có thể sẽ không lớn hoặc các bạn sẽ không có để ý, nhưng đây là một thông điệp nhắc nhở của vũ trụ dành cho các bạn tụ bài số 3. Hãy bảo vệ năng lượng của mình và cũng như giữ gìn thân tâm thật là tốt. Các bạn cảm nhận lá bài này, người đây có một cái người họ đang giống như là thiền định. Trên đầu của người này lóe sáng, có cảm giác giống như là giác ngộ hay nhận thức ra một cái điều gì đó tốt đẹp cho bản thân của con người này. Và họ ngồi xếp bàn, nó có một cái dấu hiệu giống như là vô cực, infinity. Xung quanh là một cái hàng rào lửa. Hàng rào này sẽ bảo vệ sự bình yên cho con người này. Không ai được quyền xâm phạm để phá vỡ đi cái quá trình mà người này đang ngộ ra. Cái quá trình mà mọi người, cái người này nè, đang khai sáng cái tuệ giác của họ. Mọi người hình dung không? Không ai được phá vỡ đi. Và vì vậy hàng rào này là hàng rào lửa. Đấy, mọi người hình dung không? Cho nên rằng là cái điều quan trọng là nếu như nó có hai nhóm, thường giải bài chung mình sẽ chia hai nhóm. Một nhóm các bạn tụ bài số 3 trong công việc của các bạn đã kết thúc giai đoạn cũ rồi và đang bắt đầu đứng ở cái ngưỡng cửa mới. Hoặc các nhóm còn lại thì các bạn chưa thấy tâm hơi gì cả. Nhưng mà mình cũng chia sẻ với các bạn là hãy giữ vững cái năng lượng tích cực của mình, bởi vì cái giai đoạn hiện tại của các bạn, cái chương hiện tại trong công việc của các bạn, nó đang chuẩn bị kết thúc rồi để nó nhảy sang một cái giai đoạn mới hoàn toàn nhá, mà các bạn phải nỗ lực. Và vì vậy phải có sức khỏe tinh thần, phải có sức khỏe về thể xác để các bạn có thể chủ động và nắm bắt cái cơ hội mới này của mình. Các bạn phải nỗ lực nắm bắt nha. Mình cảm giác là như vậy. Thành thử ra là ok, mình nhìn thấy là như vậy. Bởi vì cái thông điệp ở đây nó quá hay, và mình nó cũng không có nhiều những cái lưu ý như là tụ 1 hay tụ 2. Cho nên là để mình nhìn lại, mình cảm nhận như thế nào. Như các bạn hình dung này, các bạn nhận được một cái bó hoa. Trong cái cuộc sống thường ngày mình liên tưởng thôi, đơn giản nhẹ nhàng một chút xíu như thế này nè, có chuyện vui người ta mới mua hoa tặng nhau, đúng không ạ? Ngày lễ lộc gì đó người ta mua hoa tặng nhau. Và vì vậy các bạn không cần phải hiểu bài, các bạn chỉ cảm nhận thôi. Có một cái bó hoa đẹp ở đây, phải có một cái điều gì đó, một năng lượng gì đó mà mới có một cái đó hoa nở rộ như thế này. Mọi người hình dung mà. Đấy, nên mình cảm thấy là sắp đến công việc của các bạn, về nếu mà nói về tài chánh nha, à cái nhóm bài này thì nó mới là về tài chánh này, nhưng mà trong những cái lá bài mà của nhóm bài của công việc mình đã thấy xuất hiện tài chánh ở đây rồi. Như lúc nãy mình nói có quý nhân phù hộ giúp đỡ đấy. Ok, bây giờ thôi mình chuyển sang cái nhóm bài đó đi, để cái câu chuyện nó được liền mạch. Năm, sáu, bảy, tám, sức mạnh. Năm gậy, năm ly, năm gậy, năm ly. Vua gậy, clarity, crossroad, đấy. Bảy xu, ẩn sĩ, một kiếm, ba ly, và các bạn có nữ hoàng gậy.
Mấy cái lá bài tài chánh này nó làm cho cái câu chuyện hiện rõ rồi. Bởi vì tài chánh với công việc thường nó sẽ kết nối với nhau. Tự nhiên nó làm mình hơi lưu ý một chút xíu đây này. Các bạn nhận được một cái lá bài ẩn sĩ ngay trong công việc rồi. Bây giờ câu chuyện nó hơi hiện rõ nhé. À, ok. Rồi. Như này. Lúc nãy đang dang dở những cái lá bài mà về công việc mới nói là phải có một cái chuyện gì đó. À. Mà những cái lá bài nó chưa hiện rõ đấy, mọi người hình dung không? Bây giờ nó mạnh cho nên là vũ trụ mới gửi cái lá bài boundary, cái giới hạn, cái ranh giới này, bảo vệ năng lượng, bảo vệ thân tâm, nó phải có cái gì đó. Vậy thì cái điều đó nó xuất hiện ở cái giải tài chánh của các bạn đây rồi này. Các bạn nhận được cái số 5, lúc nãy mới có nói số 5 đây này. À, 5 gậy. 5 5 ly. Số 5 nó đang ở giữa, mọi người hình dung không? Từ số 1 cho đến số 10. Lúc nào cũng vậy, cái chu kỳ, cái hành trình của nó, cái số 5 là cái số nằm ở giữa. Cho nên á, trong công việc của các bạn, mọi chuyện nó vẫn chưa được đến cái, nó chưa có hé lộ cái sự thật, nó chưa có đi đến cái hồi kết đâu. Cho nên là các bạn vẫn còn phải rất là cố gắng. Mọi người nhớ không, ở trong cái giải mà cái nhóm bài mà công việc mới nói, các bạn phải rất cố gắng để các bạn nắm được cái cơ hội mới đấy. Phải cố gắng. À, bởi vì còn chặng từ 5 đến 10 nữa. Và như thế này, các bạn liên tục nhận được cái lá bài là vua gậy và nữ hoàng gậy. Cái hàng ở trên lá cuối cùng cũng là gậy. Hàng dưới này lá cuối cùng cũng là gậy. Mà một cái là ông vua, một cái là hoàng hậu. Hai cái năng lượng hoàng tộc, hai cái năng lượng mạnh mẽ, hai cái năng lượng cao. Cho nên á, mình có cái cảm giác rằng là đối với các bạn tụ bài số 3, mặc dù các bạn nhận được lá bài tổng quan năng lượng là lá bài đông đầy trọn vẹn cảm xúc, nhưng để đạt được đến cái gọi là cái level này, cái cảnh giới này, thì cái hành trình á, các bạn phải nỗ lực rất nhiều, phải chủ động rất nhiều, phải cố gắng cống hiến, xây dựng, nhiệt huyết, chủ động nắm bắt và lao ra ngoài rất nhiều. Vì My đã nói kết đây là một cái vua gậy, kết cái hàng dưới lại là một cái nữ hoàng gậy. Gậy nó chủ về cái gì đó, nó sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê, nhưng mà phải chủ động. Năng lượng của các bạn rất cao để mà chủ động nắm bắt cái thời cơ của cuộc đời mình. Mọi người hình dung không ạ? Đấy, cho nên là bây giờ tự nhiên cái lá bài này nó xuất hiện sau cái nhóm bài này xuất hiện sau cái nhóm bài về công việc, cho nên là các bạn cố gắng á, gọi là sắp xếp lại cái dữ liệu giúp My với. Tại vì My sẽ phải nói theo cái lá bài này xuất hiện thì My mới diễn giải được. Bây giờ nó diễn giải thì mình thấy nha, trong công việc của các bạn có lẽ các bạn đang đứng ở cái giao lộ trái hay phải, đưa ra một cái quyết định cuối cùng, và cái quyết định mà cái rốt cuộc các bạn đưa ra, các bạn sẽ nắm bắt cái cơ hội mới của mình. Mọi người hình dung không? Cho nên là mình có cái cảm giác nha. Đây là bài 5, 6, 7, 8 sức mạnh. Bây giờ các bạn phải tự thân vận động, cố gắng đi tìm hiểu và đi xác nhận mọi việc. Vì các bạn nhận được một cái lá bài là clarity. Ok, mình để đây đi. Clarity là làm rõ. Đây là một cái quả cầu pha lê. À, thường mình hay có một cái quả cầu pha lê mà hôm nay mình quên lấy ra. Ok, mình có đây này. Mọi người thấy cái quả cầu pha lê của mình nó trong veo, trong suốt, có thể nhìn thấu được. Đấy, đây là quả cầu về chiêm tinh. Ok, mình để đây. Vậy thì các bạn sẽ phải nhìn nhận cái cơ hội công việc mới cũng như cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn. Các bạn phải xác nhận rõ mọi việc, clarity, làm sáng tỏ mọi việc. Ngay khoảng thời điểm các bạn làm cái điều đó đấy, thì mình có cái cảm giác các bạn sẽ ngộ, giác ngộ được. Các bạn sẽ có một cái ý tưởng mới. Ý tưởng mới sẽ xuất hiện trong đầu của các bạn. Và các bạn hoàn toàn đủ năng lực làm việc đó với một cái lá bài sức mạnh ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể gọi là nắm bắt và xử lý được cái hướng mới, một cái giác ngộ mới, một cái ý tưởng mới của các bạn. Và mình có cái cảm giác cái ý tưởng đó sẽ mang lại cái niềm vui trong công việc cho các bạn tụ bài số 3. Để mình tìm xem có cái lá bài nào nói về tài chánh. Ok, lúc nãy mình nói về tài chánh ha. Rồi, mình nói về quý nhân giúp đỡ. Vậy thì nhá, khi mà các bạn phải chủ động trước đã,
Các bạn chủ động cố gắng tìm tòi xây dựng thì lúc đó các bạn phóng thích ra một cái năng lượng cao lắm. Và lúc đó những cái người cùng tần số, những cái người người ta chứng thực được cái tài năng của các bạn thì người ta sẽ xuất hiện, tìm đến, kết giao để giúp đỡ các bạn. Cho nên nếu như các bạn mà làm việc bình thường ở trong văn phòng hay gì đó thì các bạn sẽ được cái sự hỗ trợ, giúp đỡ, mình có cảm giác là về mặt tài chánh luôn của ai đó. Còn nếu các bạn làm công việc thì chắc có lẽ nhận được cái sự đầu tư, công việc mà kinh doanh ở bên ngoài, làm chủ cả bên ngoài, có thể các bạn sẽ nhận được cái sự đầu tư. Và mình có một cái cảm giác là như vậy đó. Thành thử ra là các bạn là nguồn gốc của vấn đề trước nha. Tụ bài số 3. Phải cố gắng trước đã. À quên, tự nhiên mình cầm lên mình thấy hai cái lá bài ẩn sĩ. Cố gắng học hỏi không ngừng nha. Tại vì mình biết là bây giờ các bạn đang trong một cái giai đoạn mà mình có một cái cảm giác là các bạn có cái đấu tranh nội tâm và cảm thấy rất là buồn khổ, cho đến mức độ các bạn loay hoay loại hoại một mình, lọ mọ lò mò một mình, đi tìm cái câu trả lời, đi tìm một cái hướng đi gì đó. Nhưng mà không sao cả, cái gì nó cần thì các bạn cứ hoàn tất cho nó xong. Các bạn cần phải quay trở về bên trong cái năng lượng nội tại của mình để tìm tòi, để nghiên cứu, thì các bạn cứ kiên nhẫn, không sao cả. Khi thời điểm nó chín mùi thì các bạn sẽ có cái sự giác ngộ. Nhưng mà đừng có quá tách biệt với thế giới bên ngoài. Các bạn tụ bài số 3 nhé. Cố gắng giữ cái kết nối liên lạc, xây dựng những cái mối quan hệ với thế giới bên ngoài một chút. Vì mình có cảm giác hiện tại bây giờ các bạn đang rất là trầm lắng, lủi thủi. Ok. Đó là về công việc và tài chánh. Mình có cái này lên đây nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta xem về mối quan hệ. Các bạn có lá bài 4 xu. Tử thần đây. Hiệp sĩ xu. Và bà gậy. Truth. Sự thật. Sun. Mặt trời. Khởi đầu mới. Xin lỗi. Chàng khờ. Chính ly. Hoàng hậu. Vua gậy và mặt trời lặp lại. Các bạn còn nhớ hay không? Các bạn nhận được cái lá vua gậy. Liên tục các bạn nhận được cái lá vua gậy và nữ hoàng gậy đây. Thành thử ra là nhìn chung trong cuộc đời của các bạn, tụ bài số 3, không quan trọng công việc hay không quan trọng là tình yêu, các bạn phải có một cái sự nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều, tự mình nắm bắt, tự mình tìm tòi, tự mình lao ra dấn thân. Cái năng lượng chung mình cảm thấy đối với tụ 3 là như vậy đó. Thì các bạn sẽ tự tạo ra cơ hội, tự tạo ra nhân duyên, tự tạo ra tài lộc, tự tạo ra tất cả mọi thứ cho mình luôn. Mình có cảm giác là như vậy. Khi các bạn phóng thích cái năng lượng phù hợp, một cái năng lượng của cái sự quyết tâm, thì vũ trụ sẽ nương theo đó. Và kiểu giống cảm giác như là thuyền lên thì nước sẽ, nước lên thì thuyền lên, kiểu vậy. Vũ trụ sẽ đẩy cái năng lượng đó của các bạn tiến xa hơn. Nhưng xuất phát từ các bạn đã. Vậy thì trong công việc tài chính nó như vậy đấy. Chuyển sang cái mối quan hệ, các bạn nhận được một cái lá tử thần, nó nằm ngay ở giữa luôn, giống cảm giác như nó gánh hai cái lá bài hai bên này vậy. Thì cái mối quan hệ của các bạn như thế này này, thường nói đến mối quan hệ sẽ có ba nhóm: độc thân, đang có người yêu và đang có gia đình. Đối với cái nhóm độc thân thì mình nói nhanh cho nó gọn, nếu như các bạn đang mong muốn khao khát đi tìm tình yêu thì có tín hiệu khả quan, có tín hiệu lành, có cái sự khả thi ở đây. Cho nên vì vậy hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật là tốt, phát triển tất cả những cái gì mà nó thực tế, nó trung thực nhất với bản thân. Các bạn muốn gì, mong gì đấy, tìm một cái tình yêu như thế nào, tìm một cái người yêu ra sao, các bạn xác định tất cả những cái điều đó thật là rõ ràng trong tâm trí của mình. Chăm sóc ngoại hình một chút xíu, chăm sóc sức khỏe một chút xíu, và lạc quan yêu đời một chút xíu, vì có tín hiệu khả quan ở đây đối với các bạn độc thân. Còn đối với các bạn đang có người yêu, hoặc là với năng lượng này mình thấy, hoặc là các bạn vừa mới không vừa mới đâu, có lẽ là các bạn đã trải qua một vài cái mối tình nó không như ý các bạn muốn, và các bạn trở nên nó khép mình hơn, và kiểu giống như là thủ mình hơn, thủ thế nhiều hơn, và các bạn mong chờ một cái tình yêu nào đó xuất hiện, và các bạn chờ mãi không thấy nó xuất hiện.
Có cảm giác là như vậy. Nhưng mà với cái lá mặt trời nè, các bạn nhận được hai cái lá mặt trời của bài Lenormand và bài Tarot kèm với một cái lá bài là Chàng Khờ ở đây nữa, thì mình có cái cảm giác là cái tình yêu mà các bạn mong chờ đấy nó đã sắp xuất hiện rồi. Nó đã sắp xuất hiện, cho nên là nó về cái mảng mà mối quan hệ hay cảm xúc của các bạn á, các bạn đang dần tìm thấy được cái ánh sáng rồi. Các bạn đang nhích gần hơn đến với cái bến bờ hạnh phúc của mình rồi. Nhưng mà nhớ một điều mình nói, dù công việc hay tình cảm, các bạn đều phải là người chủ động và cố gắng một chút. Vì các bạn nhận được một cái lá sự thật ở đây là truth này. Tự nhiên mình có một cái cảm giác như thế này này. Với cái năng lượng này, mình đang nói nhóm độc thân và nhóm người yêu ấy, thì có lẽ là nó thiên về cái việc là các bạn phải chân thật hơn với cảm xúc và chân thật hơn với suy nghĩ của chính mình, để các bạn mới có thể đạt được cái cảm giác viên mãn về hạnh phúc. Mình có cảm giác là như vậy. Đấy, thành thử ra là đối với các bạn mà đang có người yêu á, các bạn phải chung trung thực với nhau hơn nữa. Thì có thể các bạn gương vỡ lại lành đấy, hoặc là mối quan hệ của các bạn nó chuyển sang cái giai đoạn kế tiếp đấy. Dù cho gương vỡ lại lành hoặc là giai đoạn kế tiếp, thì cả hai phải trung thực với nhau nhiều hơn nữa về mặt cảm xúc, cũng giống như là chia sẻ bất cứ cái gì đó với nhau đều phải chân thành và trung thực. Quan tâm đến nhau nhiều hơn. Chủ động xây dựng, vun đắp cho cái cuộc tình này nhiều hơn nữa. Ân cần với nhau nhiều hơn nữa. Thì mối quan hệ nó mới bền được. Quan trọng nó mới bền được. Hôn nhân cũng vậy với cái lá bài này. Vậy thì nhìn chung nhá, mình có cái cảm giác rằng là cái chuyện cái mối quan hệ đây là những cái lá bài về mối quan hệ của các bạn. Tụ bài số 3, mình nhìn chung vì các bạn nhận được một cái lá bài mặt trời, hai lá bài mặt trời, rồi các bạn có một cái lá bài tổng quan chọn tụ là 10 ly đong đầy về cảm xúc nữa, cho nên các bạn hãy yên tâm. Sắp tới, tương lai gần, giai đoạn kế tiếp, chặng đường kế tiếp, cái chương kế tiếp trong cái hành trình mối quan hệ của các bạn, tụ bài số 3, các bạn nơi đó có cái sự tích cực, nơi đó có cái thành tựu, nơi đó có cái sự yêu thương, nơi đó có cái sự ấm áp. Mọi người hình dung không ạ? Nơi đó các bạn sẽ đạt được cái sự thăng hoa về cảm xúc. Nhưng mà trước hết hãy mở lòng ra, đặt mình vào vị trí của đối phương, chấp nhận, hiểu và thông cảm cho quan điểm của đối phương. Và phải chủ động xây dựng, vun đắp, góp nhặt rất nhiều. Và kế tiếp nữa là phải kiên nhẫn, kiên trì một chút xíu với cái mối quan hệ, với cái cuộc hôn nhân, với cái kết nối này. Kiên nhẫn một chút. Nó là như vậy, ok. Nói chung là nó đẹp đấy. Về cái giải bài tình cảm là nó đẹp. Cái công việc với cái tài chánh nó hơi lằn tằn thôi, chứ về cái tình cảm là mình thấy nó ổn, nó đẹp. Vì các bạn có một cái lá bài ở đây, cái bài tử thần này, có cái sự biến hóa, biến chuyển trong cái mối quan hệ. Cho nên nếu tối nó sẽ sáng, nếu xấu nó sẽ đẹp, nếu tiêu cực nó sẽ tích cực. Nó là như vậy. Có hẳn một cái lá khởi đầu mới nè, một cái chương mới trong chuyện tình cảm, trong mối quan hệ nữa đây. Thành thử ra là hãy vững tin, hãy lạc quan và hãy yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Và đối xử với mọi người bằng cái sự yêu thương và tỉnh thức. Các bạn tụ bài số 3 nhé. Mình chúc mọi phước lành sẽ đến với cuộc đời của các bạn luôn, dù là tình hay tiền, công việc hay là mối quan hệ. Mình chúc mọi phước lành đến với các bạn. Chắc là mình sẽ ngừng cái tụ 3 ở đây. Mình xin chào.